Liên quan đến vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn kho chứa hàng của một công ty sản xuất mũ bảo hiểm 100% vốn nước ngoài ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua, ngày hôm nay cơ quan chức năng cho biết thiệt hại của vụ cháy này vào khoảng 10 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Vụ cháy thiêu dụi hoàn toàn máy móc nguyên vật liệu làm mũ bảo hiểm của doanh nghiệp Đài Loan. Công an huyện Tân Thành cho biết, ngọn lửa xuất phát từ kho chứa hàng số 1 của nhà máy, nơi có nhiều mút xốp dùng để đệm trong mũ bảo hiểm, do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và khói đen dày đặc bốc lên cao. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy thì các nhà máy trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và các khu công nghiệp kế bên đã huy động xe, máy bơm tại chỗ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã điều động tất cả các xe chữa cháy từ nơi khác cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến tham gia dập lửa.